Tiên Vương tái xuất Lạc Tú. Chương 411, cậu chủ tỉnh Bắc. Lúc này, một nam thanh niên bước vào nhà hàng Cẩm Tú Sơn Hà. Giữa hai hàng lông mày của người thanh niên lộ ra vẻ cuồng ngạo. Anh ta mặc một bộ Âu phục màu trắng sang trọng và một chiếc áo khoác lông chồn màu trắng tinh khiết, trông xa hoa và sặc sỡ. Trước cửa có mấy chiếc siêu xe đậu, bên cạnh thanh niên có một đám người đi theo, trong đó có một số người là cậu ấm nhà giàu nổi danh ở Bạc Châu. Nhưng so với người thanh niên thì quả thực kém cỏi hơn nhiều. Người thanh niên này không ai khác mà chính là cậu chủ nổi ác danh của tỉnh Bắc, Điền Quan Vũ. Vào lúc này, Thôi Bằng Viễn đi theo Điền Quan Vũ như một con chó, chỉ vào Lạc Tú và nói. Khoảnh khắc nhìn thấy Điền Quan Vũ, tất cả mọi người đều kinh ngạc, bất kể là ai, có ăn hay không, tất cả đều đứng lên nói. Xin chào cậu Điền. Cả phòng đều thế này, chỉ riêng Lạc Tú và Điền Kỳ Kỳ. Từ đầu đến cuối, Lạc Tú chưa bao giờ để ý quá nhiều đến những chuyện này, vẫn ngồi đó, sau đó dùng đũa gắp một đồ ăn rồi từ từ nhấm nháp. Như thể mọi thứ trước mắt đều không xảy ra. Mặc dù Đường Hân đã trèo lên cây lớn của nhà họ Điền, nhưng cô ta vẫn có chút căng thẳng khi nhìn thấy Điền Quan Vũ. Còn Điền Quan Vũ thì mỉm cười, sau đó nhìn những người xung quanh mình rồi ngạo nghễ lên tiếng. Đêm nay mọi người cứ ăn tùy ý, tính cho tôi. Anh ta là một cậu ấm chân chính, tự nhiên ra tay rất xa hoa và hào phóng. Cảm ơn cậu. Xin lỗi mọi người, hôm nay nhà hàng chúng tôi quyết định tăng giá. Giá các món ăn đều cao hơn trước gấp 10 lần. Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng đột ngột vang lên. Câu nói này hiển nhiên khiến Điền Quan Vũ cảm thấy khó chịu. Và người nói chuyện đương nhiên là Lạc Tú. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nếu đối phương đã nhằm vào anh, vậy anh cũng không cần phải khách sáo. Ha ha, có bản lĩnh, có can đảm. Điền Quan Vũ vung tay đi về phía Lạc Tú. Sau đó những người xung quanh kéo một chiếc ghế, Điền Quan Vũ tùy tiện dẫm lên, dựa vào ghế, khinh thường nhìn Lạc Tú. Từ khi sinh ra đến giờ chưa có ai dám chống đối với anh ta. Trước đây có người từng đắc tội tôi, chỉ có điều dáng vẻ khi chết rất khó coi. Điền Quan Vũ nói bằng giọng lành lạnh. Đó là trong quá khứ, không có nghĩa là bây giờ cũng vậy. Lạc Tú nói. Tôi rất ngưỡng mộ tâm tính này của anh, nhìn thấy tôi đích thân đến. Vậy mà anh còn dám nhàn nhã ăn cơm. Sợ là anh vẫn chưa rõ tôi là ai đúng không? Điền Quan Vũ cởi găng tay, lộ ra đôi bàn tay trắng nõn và sạch sẽ. Đường Hân, nói cho anh ta biết tôi là ai? Điền Quan Vũ đột nhiên hét lên. Đường Hân bất đắc dĩ lên tiếng, rốt cuộc hiện tại cô ta vẫn không đủ tư cách để khiêu khích Điền Quan Vũ. Nếu đợi cô ta đứng vững gót chân trong nhà họ Điền, thì Lạc Tú hay Điền Quan Vũ có là cái thá gì nữa đâu. Người của gia tộc Điền Thị Phương Bắc, cháu trai của lãnh đạo cao nhất Bạc Châu, đồng thời là cậu ấm giàu có nhất toàn tỉnh Bắc. Nghe rõ không, Điền Quan Vũ tư thái ngạo nghễ, nhìn về phía Lạc Tú với ánh mắt trịch thượng. Bất kể là cái danh nào, cũng không phải là thứ mà người thường có thể trêu chọc. Dù anh có là cậu ấm nhà hào phú thì cũng phải xem nơi này là địa bàn của ai. Nói cách khác, toàn bộ tỉnh Bắc đều thuộc về nhà họ Điền của tôi. Giọng điệu Điền Quan Vũ cực kỳ ngạo nghễ. Cũng tức là, nếu như anh đắc tội tôi, chính là đối nghịch với toàn bộ tỉnh Bắc. Điền Quan Vũ nhìn chằm chằm Lạc Tú, đây không phải là lời điên cuồng. Theo lý mà nói, nhà họ Điền đúng là đại diện cho tỉnh Bắc. Cho dù anh là gia đình giàu có nào, ở tỉnh Bắc, anh cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cụp đuôi mà thôi. Thật không may, ngồi trước Điền Quan Vũ lại là Lạc Tú. Chỉ thấy Lạc Tú đầy hứng thú cầm tách trà trong tay, nhìn Điền Quan Vũ, không quan tâm chút nào. Tôi không biết sự tự tin của anh đến từ đâu, nhưng toàn bộ tỉnh Bắc, dù là xã hội đen hay xã hội trắng, đều cho Điền Quan Vũ tôi 3 phần. Cho nên, nếu bây giờ anh chịu quỳ lại nhận lỗi, thì tôi có thể tha cho anh một con đường sống. Điền Quan Vũ lại uy hiếp. Ồ, thật là uy phong, khẩu khí lớn thật, Lạc Tú khẽ cười một tiếng. Nói chuyện mặt mũi với tôi. Muốn tôi quỳ lại nhận lỗi. Lạc Tú mỉm cười, nhưng tức thì lại thay đổi sắc mặt. Anh chộp lấy chai rượu đỏ chưa mở trên bàn và đập thẳng vào đầu Điền Quan Vũ với tốc độ cực nhanh. Bang! Rượu đỏ và máu trực tiếp bắn tung tóe, áo choàng lông chồn màu trắng của Điền Quan Vũ lập tức bị nhuộm đỏ, còn Điền Quan Vũ tức thì ngã xuống đất. Xung quanh hỗn loạn, có người thét chói tai, có người lao đến Lạc Tú. Điền Quan Vũ che đầu, tràn đầy không tin. Anh ta bị đánh. Đường đường là cậu chủ Điền lại bị đánh như vậy.
Hôm nay anh ta không mang nhiều cao thủ tới đây, bởi vì anh ta cảm thấy đối phương dù sao cũng là cậu ấm nhà hào phú, nên biết hậu quả của việc đắc tội mình. Vì vậy, hôm nay anh ta chỉ đến uy hiếp đối phương một chút mà thôi, muốn chân chính động thủ chỉnh đốn đối phương khẳng định phải chờ được một dịp, khi đó anh ta sẽ tàn nhẫn chà đạp lên tôn nghiêm của đối phương. Bang, một người trực tiếp bay tới, đánh mạnh vào Điền Quan Vũ. Trong vòng chưa đầy một phút, tất cả những người mà Điền Quan Vũ mang đến đều nằm xuống. Đường Hân kinh ngạc nhìn Lạc Tú vậy mà lại biết võ thuật. Đây là điều mà Đường Hân không bao giờ có thể tưởng tượng được. Những người khác không ngờ rằng chàng trai trông trắng trẻo, thậm chí có chút văn nhã này vậy mà lại là một người luyện công phu. Lạc Tú đẩy bàn ra, sau đó dẫm lên mặt Điền Quan Vũ. Hiện tại, mày còn đòi mặt mũi với tao nữa không? Bây giờ, ai cho mày mặt mũi? Bây giờ, uy phong của mày đâu rồi? Lạc Tú nhìn Điền Quan Vũ, giọng mỉa mai. Mày! A tương đương! Một tiếng kêu thảm thiết như giết heo vang lên, nhưng những lời thô tục của Điền Quan Vũ không mắng ra được, bởi vì toàn bộ khuôn mặt của Điền Quan Vũ đã bị Lạc Tú dẫm cho biến dạng rồi. Những cặn xương trắng phếu chảy ra từ khuôn mặt đẫm máu của Điền Quan Vũ. Không ai dám nhúc nhích, đám người do Điền Quan Vũ mang theo muốn động cũng không được. Đám người vừa mới bị Lạc Tú hạ gục cũng không thể đứng dậy nổi. Lạc Tú không giết bọn họ, nhưng những người đó không bị gãy chân thì cũng nát chân. Mày, chờ, đó. Đôi mắt của Điền Quan Vũ đầy sự âm độc và tàn nhẫn. Anh ta là cháu trai của lãnh đạo Bạc Châu. Cũng là người của nhà họ Điền phương Bắc. Có từng bị ai đánh như thế chứ? Lại còn bị đánh thành như vậy. Được rồi, tao chờ, hôm nay tao có thể thả mày đi, mày cũng có thể tìm người tới báo thù. Tao trái lại muốn xem rốt cuộc là ai có thể dạy dỗ ra loại người như mày, dám mở miệng nói lời ngông cuồng toàn bộ tỉnh Bắc đều là của mày. Lạc Tú buông chân ra, để cho Điền Quan Vũ đứng dậy chạy. Chờ đã, đưa tiền trước đi, nếu không hôm nay mày không thể rời đi. Lạc Tú đột nhiên lạnh lùng nói. Điền Quan Vũ không ngốc, nếu đối phương là người luyện công phu, mà bên cạnh anh ta lại không có ai, anh ta chỉ có thể chịu ấm ức cầu toàn, sống sót trước rồi nói sau. Hôm nay đối phương để anh ta đi, e rằng sẽ khiến đối phương hối hận cả đời. Chương 412, con đường thí luyện mạnh nhất. Điền Quan Vũ trả tiền xong thì mang theo lửa giận ngút trời chạy đến bệnh viện đối diện, gần đây bệnh viện đối diện rất náo nhiệt, dù gì sau khi có người đánh nhau đều phải đi sơ cứu. Nhưng hôm nay vết thương của Điền Quan Vũ không hề nhỏ, e rằng sẽ bị hủy dung. Khó mà giữ lại gương mặt tuấn tú kia. Hơn nữa anh ta cho rằng Lạc Tú sẽ phải hối hận vì hôm nay đã thả anh ta đi. Nếu anh ta biết bối cảnh của Lạc Tú, e rằng sẽ phải hối hận vì hôm nay Lạc Tú đã thả anh ta đi. Bởi vì một khi anh ta sử dụng mối quan hệ và sức mạnh của gia tộc để tìm Lạc Tú trả thù, thì không chỉ liên lụy một mình anh ta, mà là cả gia tộc của anh ta. Nếu có người quen ở đây, e rằng sẽ lắc đầu thở dài, nhà họ Điền sắp xong đời rồi. Đường Hân nhìn Lạc Tú bằng ánh mắt phức tạp, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu, Lạc Tú là người luyện võ thì sao chứ? Một khi đắc tội với nhà họ Điền, còn đánh Điền Quan Vũ, cho dù Điền Kỳ Kỳ ở bên cạnh anh, e rằng cũng không thể bảo vệ được anh. Đường Hân lắc đầu, không muốn nói chuyện với người sắp chết như Lạc Tú nữa. Dù gì Lạc Tú cũng tự tìm đường chết, còn cô ta sắp trở thành người thu pháp kể từ tối nay. Đến lúc đó, trong mắt cô ta, người luyện võ chẳng là cái thá gì. Trong tiệm cơm, mấy người khác đều đã rời đi, thậm chí còn cách xa Lạc Tú, bởi vì Lạc Tú đã đắc tội không phải ai khác, mà chính là cậu chủ độc ác của tỉnh Bắc, Điền Quan Vũ. Điền Kỳ Kỳ lo lắng nhìn Lạc Tú, nhưng Lạc Tú lại nhìn Điền Kỳ Kỳ, đầy ẩn ý nói. Bất cứ lúc nào, dù em gặp phải rắc rối gì, em đều có thể nói với anh sẽ giúp em giải quyết ổn thỏa. Vâng, anh Lạc, Điền Kỳ Kỳ mỉm cười, nhưng không nói chuyện đêm qua ra. Lạc Tú xoa đầu Điền Kỳ Kỳ, rồi rời đi. Nhưng Đường Hân lại lắc đầu, không muốn bàn tới rắc rối gì nữa. Anh nên lo bản thân mình trước đi. Bản thân mình khó mà giữ được, còn có tâm tư để lo lắng cho người khác. Hơn nữa lão tổ mẫu nhà họ Điền không phải là người bình thường, chỉ một vài nắm đấm là có thể đối phó được. Nếu nhân vật như vậy xuất hiện ở trước mặt anh, e rằng anh đã sợ đến mức tè ra quần. Điền Kỳ Kỳ cũng không tin rằng Lạc Tú có thể giải quyết chuyện của lão tổ mẫu nhà họ Điền, dù gì đối phương gần như đã không còn gọi là người nữa. Do đó, Điền Kỳ Kỳ cũng không nói chuyện ngày hôm qua cho Lạc Tú biết, trong mắt cô ấy,
cô ấy càng muốn mình có thể bảo vệ Lạc Tú. Sau này gặp lão tổ mẫu, mình nhất định phải nói bà cụ giúp đỡ ngăn cản Điền Quan Vũ trả thù. Chẳng mấy chốc, hai người đã ra khỏi thành phố. Còn Lạc Tú thì quay về thôn bạc, bắt đầu luyện hóa ly hỏa chi tinh. Bởi vì Điền Quan Vũ bị thương, nên trong khoảng thời gian ngắn sẽ không đến gây rắc rối, còn Điền Kỳ Kỳ thì ngày nào cũng cùng Đường Hân ra khỏi thành phố uống một ít thuốc, rồi tu luyện theo phương thức mà bà cụ đã dạy bảo. Nhất là Đường Hân, cô ta mừng thầm về thiên phú của mình, bởi vì không ngờ chỉ mới hơn nửa tháng, cô ta đã học được cách điều khiển ngọn lửa. Tất nhiên chuyện này không phải là vì thiên phú của cô ta, mà là vì thuốc thúc hóa của lão tổ mẫu Điền Kỳ Kỳ đưa cho cô ta. Nhưng Đường Hân lại cực kỳ hưng phấn, thậm chí ngày càng có cảm giác mình đã thoát khỏi người bình thường, dù gì bây giờ cô ta cũng đã coi như là người tu pháp. Mấy ngày nay, thỉnh thoảng Lạc Tú sẽ đến đây một chuyến, nhưng Đường Hân lại ngày càng kiêu ngạo, thậm chí trong mắt còn có cảm giác vênh váo hung hăng. Còn Điền Kỳ Kỳ thì không quan tâm Lạc Tú có đến hay không, ngày nào cũng đích thân xuống bếp, nấu một bữa ngon đặt ở đó. Vì Lạc Tú luyện hóa ly hỏa chi tinh ngày càng nhanh, thậm chí có đôi khi còn ở sau núi thôn bạc cả ngày trời. Tất nhiên một già một trẻ Dương Thiên Cương đã quen với việc này. Trong mắt Dương Như Vũ, tính cách của lão tổ đã rời xa thế giới, coi thường việc so đo với hạng người run đế như Lạc Tú. Bằng không Lạc Tú đã sớm bị tát chết rồi. Mãi đến 10 ngày sau, Lạc Tú đã đến đây được 20 ngày rồi, gần như đã luyện hóa xong ly hỏa chi tinh. Nhưng sau khi luyện hóa xong thì vẫn còn quá sớm để hấp thụ toàn bộ tinh hoa. Nhưng đúng lúc này, cuối cùng Lạc Tú cũng đạt đến cấp 3 thức tỉnh. Bây giờ, cả người Lạc Tú đều toát ra cảm giác kỳ ảo vượt ra khỏi thế tục, da rẻ ngày càng mịn màng như ngọc, thậm chí trên người còn mang theo khí chất trời sinh. Nếu bây giờ quay về Thông Châu, e rằng Trương Tiểu Mạn sẽ không thể nào nhận ra Lạc Tú. Bởi vì ngũ quan của Lạc Tú ngày càng sắc sảo, đôi mắt như nước mùa thu tháng 7, không hề có chút gợn sóng, thậm chí có đôi khi lại giống như vũ trụ bao la. Khí chất của anh ngày càng giống tiên tôn ở kiếp trước. Lạc Tú hoạt động một lúc, để cảm nhận khí tức như rời núi lấp biển ở trong cơ thể, khóe miệng không nhịn được nở nụ cười khẩy. Rồi anh ngẩng đầu nhìn bầu trời sao xa xăm. Lạc Tú chẳng hề để tâm đến rất nhiều sự vật ở trên trái đất, ví dụ như ước chiến của Thánh Võ Chu Càn Khôn, bởi vì trong mắt anh, đó chỉ là món đồ của mọi nhà mà thôi. Điều khiến anh thật sự để tâm là những kẻ thù mạnh của kiếp trước ở phía bên kia bầu trời sao. Thái Nhất Tiên Thể, Tiểu Ma Quân, Phổ Đạo Thần Tử, v.v. E rằng bây giờ bọn họ đã sớm vượt qua tu vi hiện tại của mình, bước vào con đường thí luyện mạnh nhất trên bầu trời sao kia, đúng không? Tiếc rằng ở kiếp trước, anh không đi, bởi vì lúc đó anh rất yếu, nhưng ở kiếp này, Lạc Tú quyết định, nhất định phải bù đắp nỗi tiếc nuối này, đánh từ cửa vào đến con đường thí luyện mạnh nhất trong toàn bộ bầu trời sao, không còn ai dám xưng tôn nữa. Mấy người cứ đợi đấy, sẽ sớm thôi. Đợi tôi đạp trời quay về. Lạc Tú thu hồi tầm mắt, bảo Thái Hoàng Kinh áp chế, chỉ giữ lại một phần tu vi. Đây là sự mài giũa của Thái Hoàng Kinh, bằng không làm sao Lạc Tú nắm giữ Thái Hoàng Kinh lại có thể yếu kém như vậy. Làm sao anh lại có lòng tin đi tranh bá thế giới vĩnh cửu? Lạc Tú vẫn muốn tiếp tục rèn luyện ở thế gian. Lạc Tú nhìn xuống chân núi, rồi xoay người rời đi, bây giờ trời đã gần sáng. Mà lúc này, Dương Thiên Cương đã dẫn Dương Như Vũ đi lên, lướt qua người Lạc Tú. Nhưng lúc đó, tim của Dương Thiên Vương bỗng đập mạnh, như thể đã nhìn thấy mãnh thú hồng hoang nào đó. Nhưng đợi đến khi lão nhìn về phía Lạc Tú lần nữa, cảm giác đó đã biến mất, Lạc Tú vẫn giống như một người bình thường. Sao thế lão tổ? Dương Như Vũ nghi ngờ hỏi. Có lẽ là ảo giác của ông, chắc chắn chỉ là ảo giác mà thôi. Chính Dương Thiên Cương cũng lắc đầu, không thể nào. Lạc Tú mới bay lớn chứ? Làm sao trên người có thể toát ra khí tức khiến lão sợ hãi được? Ngẫm lại thật buồn cười. Nhưng lão vẫn dự định, lát nữa phải đi tìm Lạc Tú để thử so tài với anh. Mấy ngày trước lão cũng nghe nói, Lạc Tú là người luyện võ, đánh Điền Quan Vũ đến mức nhập viện. Điều này đã khiến Dương Thiên Cương cảm thấy rất ngạc nhiên, dù gì lão cũng quan sát Lạc Tú lâu như vậy, nhưng chưa từng phát hiện ra Lạc Tú biết võ thuật. Để xua tan nỗi nghi hoặc trong lòng, Dương Thiên Cương quyết định, đợi lần sau gặp mặt Lạc Tú sẽ dứt khoát ra tay, vừa khéo mượn cơ hội này để đánh đối phương một trận. Dù gì chàng thanh niên này cũng quá không biết điều, khiến lão cảm thấy khó chịu. Chương 413, không hề vô tình. Lạc Tú quay về thôn bạc để nghỉ ngơi một lát,
hôm nay thôn bạc có cảm giác cuối cùng ôn thần cũng rời đi. Bởi vì hôm nay người trong thôn bạc phát hiện, cuối cùng cũng không còn nóng nữa. Bạn nói thử xem vào mùa đông, tuyết rơi đầy trời, nhưng một đám người lại mặc quần đùi, áo ngắn tay, bật quạt thì ai mà tin cho được. Trong quãng thời gian này, đám người trong thôn bạc này đã quen với thời tiết quái quỷ này rồi. Nhưng hôm nay, gió lạnh thổi vù vù, rất nhiều người trong thôn bạc thức dậy sớm, còn tưởng trời sẽ nắng nóng như hôm qua. Do đó bọn họ đã mặc quần đùi chạy ra ngoài, ai dè một trận gió lạnh thổi tới, khiến bọn họ suýt đóng thành băng. Hai hàm răng va vào nhau, bọn họ vội vàng quay vào nhà tìm áo ấm và áo phao để mặc vào. Mãi đến buổi chiều, Lạc Tú mới tới tiệm cơm Cẩm Tú Sơn Hà. Nhưng điều kỳ lạ là Điền Kỳ Kỳ lại không có ở đây. Ngược lại Đường Hân kiêu ngạo đứng ở đó, nhìn Lạc Tú từ trên cao. Anh đừng tìm nữa, cô ấy sẽ không quay về đâu. Đường Hân cười khẩy. Lão tổ mẫu đã sắp xếp cô ta ở lại, mục đích là để cảnh cáo Lạc Tú. Cô ấy đã đi đâu thế? Lạc Tú cau mày hỏi. Cô ấy đã đi đến nơi mà cô ấy cần đến, đó chính là nhà họ Điền. Đường Hân khoanh tay trước ngực nhìn Lạc Tú. Nể tình chúng ta từng quen biết, tôi nhắc nhở anh, tốt nhất đừng nên đi tìm cô ấy, bởi vì chút võ công mèo cào kia của anh hoàn toàn không có tác dụng. Hơn nữa, hạng người phàm như anh làm sao hiểu được bản lĩnh của tiên gia? Đường Hân ngạo mạn nhìn Lạc Tú nói. Bây giờ cô ta đã học được cách điều khiển ngọn lửa, tất nhiên sẽ không để người bình thường như Lạc Tú vào mắt. Chẳng lẽ cô hiểu lắm à? Lạc Tú liếc nhìn Đường Hân, trong bụng cô đã có một con rắn sặc sỡ. Hơn nữa trông con rắn đó cũng có chút dao động pháp lực của người thu pháp. Tôi ư. Lạc Tú, anh đừng cho rằng tôi vẫn là Đường Hân ngày trước. Đường Hân nhướng mày, chế nhạo ngay. Cũng đúng, người trần mắt thịt như anh làm sao có thể nhìn ra sự biến hóa và bất phàm của tôi vào lúc này. Đường Hân xua tay, lộ ra vẻ mặt khinh thường. Trước đó, cô ta cần phải nịnh bợ lấy lòng, thậm chí là ngưỡng mộ Lạc Tú. Bởi vì cô ta chỉ là ngôi sao hạng hai. Còn Lạc Tú rõ ràng là một cậu chủ nhà giàu. Nhưng bây giờ thì sao? Cô ta đã không còn để Lạc Tú vào mắt. Bây giờ cô ta đã là người của nhà họ Điền, cũng là một người tu pháp. Vì thế, cô ta tỏ vẻ vô cùng thô lỗ với Lạc Tú. Bởi vì bây giờ cô ta đã có sự tự tin này. Cô ấy là tự nguyện hay bị ép buộc? Lạc Tú phớt lờ thái độ của Đường Hân. Dù gì ở độ cao khác nhau thì những thứ bạn nhìn thấy cũng sẽ khác nhau. Liệu bạn có để tâm đến một con kiến đang giơ kìm, múa máy về phía bạn không? Tất nhiên là không rồi. Lạc Tú, không ngờ anh vẫn chưa hiểu rõ, nhà họ Điền không phải là sự tồn tại mà anh có thể trêu chọc, anh có biết tiên gia là gì không hả? Hơn nữa, tại sao cô ấy lại không tự nguyện? Đường Hân khinh bỉ nhìn Lạc Tú. Không ngờ anh còn hỏi một câu ngu xuẩn như vậy. Chẳng lẽ chỉ dựa vào anh cũng muốn đi cứu cô ấy ư? Đường Hân xua tay nói. Nực cười. Anh là cậu chủ nhà quyền thế, cùng lắm cũng chỉ biết khoa chân múa tay mấy chiêu như thế, chẳng lẽ còn mơ mộng hão huyền rằng mình sẽ cứu được người ra khỏi đầm rồng hang hổ như nhà họ Điền kia ư? Đúng là tên ngốc nằm mơ giữa ban ngày. Nghĩ đến đây, Đường Hân liền xoay người rời đi, ngoài cửa đã có một chiếc xe hơi sang trọng đang đợi cô ta. Cô ta đã nói xong những lời cuối cùng, sau này người phàm như anh làm sao có thể hiểu được thế giới của cô ta? Đường Hân. Tôi cho cô một lời khuyên, Lạc Tú bỗng lên tiếng. Đường Hân cau mày, xoay người lại nhìn Lạc Tú bằng vẻ mặt không vui. Tôi biết bây giờ cô đã khác, vẻ mặt của Lạc Tú rất bình thản. Nhưng trong mắt tôi, thứ mà cô gọi là bất phàm chẳng là cái thá gì cả. Thật ra trong mắt tôi, cây đại thụ mà cô nghĩ chỉ là cọng cỏ dại mà thôi. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, nếu vẫn còn lần sau, vậy thì thật xin lỗi. Mặc dù Lạc Tú không quan tâm đến thái độ của Đường Hân, nhưng rõ ràng Đường Hân đã đứng về phía người nhà họ Điền rồi. Nếu Đường Hân chịu nghe lời, anh còn có thể bỏ qua cho Đường Hân. Nhưng nếu Đường Hân nhất quyết u mê không tỉnh, vậy thì Lạc Tú chỉ có thể xin lỗi. Ha ha, thật mạnh miệng. Sao nào, không ngờ trong mắt cậu chủ Lạc, nhà họ Điền danh chấn phương Bắc lại chỉ là cọng cỏ dại. Đường Hân chế giễu ngược lại. Hai, kẻ ngu dốt thật đáng thương. Đường Hân thở dài, nhìn Lạc Tú bằng ánh mắt thương hại. E rằng người trước mắt này hoàn toàn không hiểu, bây giờ anh đang nói chuyện với sự tồn tại như thế nào. Càng không biết rằng, nhà họ Điền kia đáng sợ đến nhường nào. Tôi cũng cho anh một lời khuyên, nếu anh không sợ chết thì có thể đi tới đó.
Nhưng tốt nhất, anh nên hiểu cho rõ, nếu lần này anh chọc giận nhà họ Điền thì không chỉ có bản thân anh gặp xui xẻo. Mà ngay cả gia tộc sau lưng anh cũng sẽ bị liên lụy, khiến anh nhà tan cửa nát. Khóe miệng của Đường Hân nở nụ cười mỉa mai. Rồi xoay người rời đi. Nhưng lúc rời đi, cô ta lại tiện tay vung ra phía sau. Một ngọn lửa to bằng lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện, đang lơ lửng trước mặt Lạc Tú. Người phàm, anh có biết mình ngu dốt đến cỡ nào không? Giọng nói của Đường Hân truyền đến từ ngoài cửa. Rồi cô ta ngồi lên xe ngay. Thậm chí cô ta còn không thèm quay đầu nhìn lại, mà tin chắc rằng, chiêu thức ban nãy đã khiến Lạc Tú hoàn toàn chấn động. Thậm chí e rằng đối phương đã sợ đến mức mặt mày tái mét rồi đúng không? Nếu không phải vì cô ta đang có tâm trạng tốt, thì ngọn lửa ban nãy sẽ không dừng lại trước mặt Lạc Tú, mà là ở trên người Lạc Tú. Sau khi xe nổ máy, Đường Hân chẳng thèm đoái hoài đến phía sau, mà mong chờ đến nhà họ Điền. Trong tiệm cơm, Lạc Tú chế giễu nhìn ngọn lửa trước mặt. Rồi thở dài. Đôi khi con người chính là như vậy, không bao giờ nhìn thấy rõ mình cao bao nhiêu. Điện thoại của Lạc Tú vang lên, là Điền Kỳ Kỳ gửi tin nhắn đến. Anh Lạc, cảm ơn anh đã làm nhiều điều vì em như vậy, nhưng Kỳ Kỳ không phải là cô gái tốt, đã phụ lòng tín nhiệm của anh Lạc, hy vọng anh Lạc có thể trải qua cuộc sống ngày ngày vui vẻ, em đã nấu đồ ăn để sẵn trên bàn. Bảo trọng, mong anh đừng nhớ đến em. Lạc Tú đọc xong tin nhắn này. Không khỏi thở dài lần nữa. Đúng là một cô bé ngốc nghếch. Những việc mà Điền Kỳ Kỳ đang gặp phải và trải qua rất giống với cuộc sống kiếp trước của Lạc Tú. Bị người yêu vứt bỏ, ba mẹ cũng bỏ đi. Sống trong thế giới cô độc, chỉ còn lại sự tuyệt vọng. Do đó Lạc Tú mới luôn ra tay giúp đỡ Điền Kỳ Kỳ. Lạc Tú không hề vô tình, mà chỉ là đa số, anh rất quý trọng tình cảm của mình, không dễ dàng trao cho người khác. Nhưng một khi đã trao đi sẽ trao đến cùng. Lạc Tú bắt một chiếc xe ở ngoài cửa. Sau khi ngồi lên xe thì nói thẳng. Tới nhà họ Điền. Ông hãy đi theo chiếc xe vừa mới rời đi. Trong đôi mắt của Lạc Tú lóe lên tia sáng lạnh lẽo, anh muốn xem thử, rốt cuộc người được gọi là rắn bà kia lợi hại đến cỡ nào. Liệu bà ta có thể ngăn cản bước chân của tiên tôn anh không? Trên xe của Đường Hân, sau khi nhìn thấy xe của Lạc Tú đang đuổi theo sau thông qua gương chiếu hậu. Đường Hân nhất thời cười khẩy, anh đúng là không sợ chết. Vậy thì cô ta sẽ để anh đi tìm đường chết. Chương 414, ngạc nhiên và khiếp sợ. Nhà họ Điền ở sâu trong một ngọn núi lớn tỉnh Bắc, quanh năm trời đông tuyết phủ, phía sau là núi Trường Bạch. Nghe nói rắn bà thích nhất là được bơi lội trong hồ Thiên Trì núi Trường Bạch, có mấy lần bị người khác nhìn thấy, thậm chí còn lan truyền chuyện cười trong hồ Thiên Trì có thủy quái. Xe chạy ròng rã một ngày một đêm mới đến gần thôn nhà họ Điền. Nói là thôn. Nhưng khắp nơi đều là biệt thự san sát nhau, xung quanh là cây cối xanh tươi, nhưng lại bị lớp tuyết dày bao phủ, trông rất độc đáo. Thậm chí ở cổng vào thôn nhà họ Điền còn có một tòa lâu đài khổng lồ. Toàn bộ lâu đài óng ánh, rõ ràng nó đã được điêu khắc bằng băng. Xe của Đường Hân nhanh chóng đi tới cổng, sau khi xuống xe, Đường Hân liền đi thẳng vào trong. Em trai, tôi chỉ lái đến đây thôi, tài xế không muốn tiến lên phía trước nữa, mà mang theo nỗi sợ hãi. Nếu Lạc Tú không đưa nhiều tiền cho ông ta, còn lâu ông ta mới muốn chở Lạc Tú đến nơi quỷ quái này. Dù gì đây cũng là thôn nhà họ Điền. Nổi tiếng ăn tươi nuốt sống người khác. Lạc Tú cũng không gây khó dễ cho tài xế, sau khi xuống xe, anh dẫm lên lớp tuyết, đi thẳng vào cổng thôn nhà họ Điền. Cũng không có ai chặn ở cổng, dù gì rất nhiều người đều biết rõ đây là đâu, một khi đi nhầm vào, rất có khả năng sẽ không ra ngoài được. Lúc Lạc Tú đi tới, anh khẽ cau mày lại, luồng yêu khí thật mạnh mẽ. Vừa đi qua lâu đài được chạm khắc bằng băng, đập vào mắt là một đập nước lớn, những cây ngô cao được chất thành đống ngay ngắn, nhưng xung quanh đã đứng đầy người, đen kịt cả một vùng. Rõ ràng Đường Hân đã thông báo cho người nhà họ Điền, bà lão đứng đầu chính là tổ mẫu của Điền Kỳ Kỳ. Điền Kỳ Kỳ lo lắng nhìn Lạc Tú, cô ấy không ngờ Lạc Tú lại theo cô ấy đến đây, bây giờ vẻ mặt đang tràn đầy lo lắng. Dù gì cô ấy cũng từng chứng kiến bản lĩnh của tổ mẫu, bây giờ anh lại đến đầm rồng hang hổ như nhà họ Điền, làm sao Điền Kỳ Kỳ có thể không lo lắng chứ? Đường Hân cười khẩy nhìn Lạc Tú, ánh mắt tràn ngập vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Cô ta đã nhắc nhở đối phương rồi, nhưng rõ ràng đối phương không tin lời cô ta, nếu bây giờ đối phương đã muốn tìm đường chết, vậy thì cứ để đối phương xem thử, rốt cuộc mình nhỏ bé đến nhường nào, trêu chọc sự tồn tại mạnh mẽ như thế nào.
Chàng trai trẻ, cậu rất can đảm đấy. Lão tổ mẫu chống gậy đầu rồng, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Bà giao người ra cho tôi. Lạc Tú lạnh lùng nói. Anh Lạc, anh mau đi đi, bọn họ không phải là người bình thường. Điền Kỳ Kỳ không nhịn được hét lớn. Không sao đâu, có anh Lạc của em ở đây, cho dù hôm nay trời có sập, anh cũng chống đỡ thay em. Lạc Tú mỉm cười với Điền Kỳ Kỳ, phớt lờ đám người đen kịt ở trước mặt. Ha, cậu cũng mạnh miệng đấy. Lão tổ mẫu chống gậy đầu rồng, mấy người đàn ông cao lớn cởi trần bước ra từ trong đám người ở phía sau. Điền Kỳ Kỳ nhất thời sốt sắng, khóc lóc nói. Lão tổ mẫu, cháu cầu xin bà hãy tha cho anh Lạc, anh ấy vô tội. Bà đã cho cậu ta một cơ hội rồi, nhưng bản thân cậu ta lại không biết quý trọng, không ngờ còn mơ mộng hão huyền cứu người ra khỏi nhà họ Điền. Ngay cả một vị tông sư võ đạo cũng không có bản lĩnh này. Lão tổ mẫu nở nụ cười giễu cợt. Cậu tưởng đây là đâu mà muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Bà lão, tôi nói lại lần cuối, nhân lúc tôi còn chưa nổi nóng, bà hãy giao người ra cho tôi. Lạc Tú vẫn rất bình thản, nhưng đã hơi mất kiên nhẫn. Anh không ngại đại khai sát giới ở đây. Ha ha, cậu đúng là ngày càng mạnh miệng, nhiều năm như vậy, cậu là người đầu tiên dám ăn nói như thế trên địa bàn nhà họ Điền chúng tôi. Lão tổ mẫu nhìn Lạc Tú bằng ánh mắt đầy sát khí. Bà ta biết Lạc Tú có chút võ thuật, hơn nữa còn là một cậu chủ giàu có. Nhưng bọn họ đang đứng ở đâu? Đó chính là nhà họ Điền mà mấy nghìn quỷ đều phải sợ. Càng nổi tiếng ở tỉnh Bắc, ai dám đến đây giở thói ngang ngược chứ? Nếu hôm nay bọn họ thả thằng nhãi này rời đi, chẳng phải sẽ hạ thấp danh tiếng của nhà họ Điền bọn họ à? Sau này còn ai sẽ sợ sệt tôn kính nhà họ Điền bọn họ nữa? Do đó, hôm nay, thằng nhãi này chỉ có một con đường chết. Chỉ là một người bình thường thôi mà, muốn giết thì giết thôi. Nghĩ đến đây, lão tổ mẫu bỗng nhìn về phía Đường Hân. Đường Hân, tôi cho cô một cơ hội, nếu cô bắt được cậu ta, sau này cô sẽ là người nhà họ Điền. Lão tổ mẫu bỗng nói với Đường Hân. Bà ta phải bắt được Lạc Tú để dâng cho rắn bà, bởi vì rắn bà thích nhất là kiểu gà tơ này. Bà ta đã ngửi thấy khí tức này trên người Lạc Tú. Khí tức trẻ trung, năng động, lại không phá vỡ nguyên dương. Đường Hân cau mày, do dự một hồi, dù gì cô ta và Lạc Tú cũng không thù không oán. Sao thế, cô không muốn à, lão tổ mẫu quát mắng. Đường Hân nhất thời bật dậy, cho dù giữa hai người không thù không oán, cũng không thể nào trở thành chướng ngại để ngăn cản cô ta tiến về phía trước. Anh hãy bó tay chịu trói đi, để giảm đi chút đau khổ, coi như nể tình chúng ta đã quen biết nhau. Đường Hân bước ra ngoài, nhìn Lạc Tú từ tốn nói. Dù gì chúng ta cũng quen biết nhau, nên tôi không muốn ra tay với anh. Đường Hân lại ngạo mạn nói. Cô cũng xứng ra tay với tôi à? Lạc Tú bỗng tức đến mức bật cười, lắc đầu nói. Nhưng câu nói này đã chọc giận Đường Hân. Đúng là u mê không tỉnh, ngu xuẩn mất khôn. Đường Hân sa sầm mặt nói, trên ngón tay phải nhất thời bùng lên một ngọn lửa. Tôi đã sớm nhắc nhở anh rồi. Bây giờ tôi đã không còn giống như ngày xưa nữa, nếu anh khăng khăng muốn chết, vậy thì tôi sẽ tác thành cho anh. Dứt lời, Đường Hân bỗng tiến lên một bước, vung tay phóng ra một ngọn lửa về phía Lạc Tú. Lạc Tú chẳng thèm đoái hoài đến nó, mà chỉ mở miệng nói một chữ. Cút! Chữ cút vừa được thốt lên, giống như tiếng sấm nổ, nói là làm ngay. Ngọn lửa của Đường Hân bị dập tắt ngay tức khắc, như thể đã gặp phải một thứ cực kỳ đáng sợ. Mà Đường Hân cũng bị một chữ này chấn động đến mức mắt mũi tai đều bắt đầu chảy máu. Không những thế, ngay cả những người có mặt trên quảng trường cũng bị chấn động đến mức bay ra ngoài ngay. Chỉ có Điền Kỳ Kỳ là không sao, nhưng ngay cả lão tổ mẫu của Điền Kỳ Kỳ cũng không nhịn được lùi về sau một bước, nhìn Lạc Tú bằng ánh mắt đầy kinh ngạc. Nếu Điền Kỳ Kỳ không có ở đây, e rằng Lạc Tú vừa mới mở miệng, đám người có mặt tại đây đã sớm chết sạch rồi. Tông sư đều có thể giết người bằng hơi thở. Với thực lực hiện tại của Lạc Tú, làm sao có thể không làm được. Đường Hân là người lấy làm lạ nhất, thậm chí cô ta còn là người cảm thấy khó tin nhất. Cô ta không hiểu, bằng cách nào mà Lạc Tú chỉ thốt ra một chữ lại mang đến uy lực khủng khiếp như vậy. Tại sao chỉ trong một chữ đã nhất thời hạ gục nhiều người như vậy? Cậu cũng là người tu pháp ư? Lão tổ mẫu của Điền Kỳ Kỳ sa sầm mặt nhìn Lạc Tú hỏi. Chuyện này sao có thể? Đừng nói là Đường Hân. Mà ngay cả Điền Kỳ Kỳ cũng cảm thấy ngạc nhiên. Lạc Tú cũng là người tu pháp ư?
Đường Hân thật sự không dám tin vào lỗ tai của mình. Nhưng nếu lão tổ mẫu đã nói như thế, chắc chắn sẽ không có sự nhầm lẫn. Không ngờ chỉ với một chữ cút đã khiến một đám người chấn động đến mức bay ra ngoài ngay, thực lực này phải đáng sợ đến nhường nào. Đường Hân cay đắng nhìn Lạc Tú, vốn tưởng rằng ở phương diện nào đó mình đã vượt qua Lạc Tú rồi. Thậm chí có thể nói là thoát khỏi thứ được gọi là người phàm, nhưng bây giờ cô ta mới biết, trong mắt Lạc Tú, cô ta chỉ là một con hề mà thôi. Tôi thật sự đã đánh giá thấp cậu, ngay cả bà lão tôi cũng bị che mắt, nhưng vậy thì sao chứ? Lão tổ mẫu cười thâm trầm, tôi mặc kệ cậu có phải là người thu pháp hay không, một khi cậu đã tới đây, vậy thì hôm nay cậu chỉ có một con đường chết. Chương 415, mời bát ra. Đường Hân vốn đã rất khó chịu, dù gì cô ta cũng cảm thấy mình đã có tư cách coi thường Lạc Tú. Nhưng không ngờ lại xảy ra kết cục này. Nhưng câu nói của lão tổ mẫu đã khiến cô ta nhất thời lấy lại sự tự tin. Cho dù Lạc Tú là người tu pháp thì sao chứ? Chẳng lẽ anh còn có thể lợi hại hơn lão tổ mẫu ư? Hôm nay Lạc Tú đến đây, mặc kệ Lạc Tú là cái gì, cũng chỉ có một kết quả. Đó chính là chết. Cô ta cần gì phải đả kích một người sắp chết cơ chứ? Nghĩ đến đây, Đường Hân lại ngạo mạn nhìn Lạc Tú. Đối đầu với nhà họ Điền, liệu kết cục còn có thể tốt đẹp hay không? Mặc dù Điền Kỳ Kỳ ngạc nhiên, nhưng vẫn hơi lo lắng thay Lạc Tú. Mặc dù chuyện Lạc Tú là người tu pháp khiến Điền Kỳ Kỳ cảm thấy khó tin, cô ấy thật sự không thể ngờ tới điều này. Nhưng đối mặt với lão tổ mẫu, liệu Lạc Tú có thể giành lấy phần thắng hay không? Dù gì lão tổ mẫu cũng cực kỳ đáng sợ. Đúng lúc này, cả người lão tổ mẫu của Điền Kỳ Kỳ bỗng dâng lên một luồng khí tức nham hiểm, rồi nhìn về phía Lạc Tú. Khí thế đột ngột này đã đạt đến trình độ nhập đạo rồi. Rõ ràng là người tu pháp bình thường rất khó đạt đến, dù gì điều này không chỉ đòi hỏi thiên phú, mà còn phải có cơ duyên rất lớn. Bởi vì bây giờ linh khí ở địa cầu đã quá khô cạn, không thể nào chống đỡ cho một người tu luyện thuận lợi. Bằng không sẽ không tạo ra thế giới ngày nay, ngay cả tiên cũng không thể nhìn thấy. Linh khí mang tính hủy diệt này đã cạn kiệt, dù là chân tiên cũng phải bó tay toàn tập. Do đó, bà ta có thể đạt đến trình độ nhập đạo, rõ ràng đã cực kỳ lợi hại rồi. Cũng chính vì điều này, nên lão tổ mẫu mới cực kỳ tự tin, dù gì trong mắt bà ta, Lạc Tú có lợi hại đến đâu cũng không thể đạt đến trình độ nhập đạo được. Lão tổ mẫu chống gậy đầu rồng, đi thẳng về phía Lạc Tú. Một bóng rắn màu đen khổng lồ đang từ từ bò về phía Lạc Tú. Một khi bị khí thế này trấn áp, người bình thường sẽ khó mà cử động. Giống như Điền Kỳ Kỳ và Đường Hân hồi trước. Ha ha, cậu đã sợ chưa? Lão tổ mẫu cười khẩy. Cậu đừng sợ, mới vì chuyện đáng sợ chỉ mới bắt đầu. Lão tổ mẫu từ tốn đi về phía Lạc Tú. Mấy người khác chứng kiến cảnh tượng này đều cười gần ngay. Đây là pháp thuật của lão tổ mẫu, có thể khiến người khác không thể nhúc nhích. Cuối cùng chỉ có thể mặc cho người khác chém giết. Rất nhiều người trong số bọn họ đều đã nếm thử chiêu này, hầu như đều không thể hiểu nổi, đó cũng là lý do vì sao nhà họ Điền rất kính trọng, thậm chí là sợ lão tổ mẫu. Rõ ràng bây giờ Lạc Tú đã trúng chiêu, tiếp theo lão tổ mẫu sẽ giày vò anh đến mức sống không bằng chết. Lão tổ mẫu đã đến gần Lạc Tú, nhưng Lạc Tú vẫn không nhúc nhích. Thanh niên bây giờ thật ngông cuồng, cũng không nhìn xem đây là đâu. Cậu tưởng mình là người tu pháp thì có thể làm càn à? Cậu có thể dở thói ngang ngược ở nhà họ Điền chúng tôi ư? Chẳng phải hồi nãy cậu ngông cuồng lắm à? Lão tổ mẫu chế giễu. Bây giờ cậu không thể nhúc nhích rồi đúng không? Lão tổ mẫu cực kỳ tự tin nhìn Lạc Tú nói. Đừng nói là người tu pháp bình thường, dù là người có tu vi cao như bà ta, một khi đã bị trúng chiêu, e rằng cũng bị trói buộc đến mức không thể nhúc nhích. Nhưng tiếc rằng, lão tổ mẫu không hề phát hiện ra tia mỉa mai trong mắt Lạc Tú. Lúc lão tổ mẫu chuẩn bị lên tiếng lần nữa, Lạc Tú bỗng cười gằn nói. Bà đã nói đủ chưa? Nếu bà đã nói đủ rồi, vậy thì bà có thể cút được rồi. Vừa dứt lời, sắc mặt của lão tổ mẫu chợt thay đổi, bởi vì bà ta không ngờ rằng Lạc Tú vẫn có thể nói chuyện. Cậu! Bà ta chỉ mới nói được chữ đầu tiên, một cái tát bỗng giáng mạnh xuống mặt lão tổ mẫu. Tốc độ quá nhanh, lực cũng rất mạnh. Cho dù lão tổ mẫu là người tu pháp đang ở trong thời kỳ nhập đạo, thì gương mặt cũng bị tát đến mức biến dạng, như thể một con trâu điên thượng cổ đã va vào người bà ta. Cả người lão tổ mẫu bị tát đến mức bay ra ngoài ngay, văng xa mấy chục mét mới rơi xuống đất. Mọi người đều ngạc nhiên nhìn Lạc Tú,
bởi vì bọn họ đều biết rất rõ chiêu thức kia của lão tổ mẫu lợi hại đến cỡ nào. Nhưng bây giờ không những không trói buộc được Lạc Tú, mà còn bị Lạc Tú tát bay ra ngoài. Chuyện này sao có thể? Lão tổ mẫu! Tổ mẫu! Một đám người chạy tới định đỡ lão tổ mẫu đứng dậy. Mặc dù lão tổ mẫu cũng ngạc nhiên, nhưng lại phát ra tiếng cười khẩy, khiến người khác cảm thấy sởn gai ốc, không giống như tiếng do con người phát ra, ngược lại giống như tiếng của một con rắn. Chỉ thấy trên đầu lão tổ mẫu lượn lờ khói đen, toàn thân chi chít phải đen. Thậm chí gương mặt bị đánh đến mức biến dạng cũng y như thế. Được, được lắm. Cậu đã thành công chọc giận tôi phải mời Thường Bát Gia ra trừng trị cậu. Lão tổ mẫu đã hoàn toàn nổi giận. Ngoài rắn bà kia ra thì Thường Bát Gia là tiên gia lợi hại nhất. Ở toàn bộ phương Bắc, người có thể mời được Thường Bát Gia đều mang niềm vinh dự của xuất mã tiên. Hừ, Thường Bát Gia ư. Là con rắn nhỏ kia à? Lạc Tú lộ ra nụ cười khẩy. Bà hỏi con xúc sinh kia thử xem, nó có dám gây thù chuốc oán với tôi không? Lạc Tú châm chọc. To gan, không ngờ cậu lại dám sỉ nhục tiên gia. Lão tổ mẫu hét lớn. Xin mời Thường Bát Gia. Lão tổ mẫu quát to. Nhất thời một sự xuất hiện cực kỳ lạnh lẽo, con ngươi của lão tổ mẫu nhanh chóng biến thành con ngươi của rắn. Nhưng lúc Thường Bát Gia vừa mới xuất hiện nhìn thấy Lạc Tú thì nhất thời sửng sốt. Trước đây nó đã nhìn thấy Lạc Tú ở Côn Luân, nhất là lúc Lạc Tú đánh chết lão hoàng kia đã mời nó tới. Nhưng lúc đó nó sống chết không chịu ra, bởi vì người khác không biết, nhưng nó thì có thể cảm nhận được khí thế trên người Lạc Tú. Chắc chắn đó là sự tồn tại mà nó không thể trêu chọc. Do đó lúc Thường Bát Gia xuất hiện, nó đã sợ hãi. Rồi bỏ chạy ngay tức khắc. Mày chạy thử xem, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Thường Bát Gia nhất thời sợ sệt. Dứt khoát quỳ xuống đất nói. Tiểu nhân thỉnh an Lạc Gia. Mặc dù lão tổ mẫu vẫn bị Thường Bát Gia chiếm giữ thân xác, nhưng ý thức vẫn còn ở đó. Bây giờ, Thường Bát Gia dứt khoát quỳ xuống đất, khiến lão tổ mẫu ngạc nhiên. Thường Bát Gia chính là tiên gia. Nó chính là tiên gia thực thụ, thậm chí trong rất nhiều gia đình xuất mã tiên ở phương Bắc đều cung phụng nó. Không ngờ bây giờ nó lại quỳ xuống trước mặt Lạc Tú. Còn thỉnh an anh nữa. Chuyện này là sao? Bát Gia, ngài, lão tổ mẫu ngạc nhiên hỏi. Mẹ kiếp, bà hại chết ông đây rồi, sát tinh như này mà bà cũng dám trêu chọc à? Thường Bát Gia nói qua miệng lão tổ mẫu. Cô hầu gái bên cạnh người ta còn chẳng hề sợ Tuyết Nữ một sự tồn tại giống như ma quỷ. Huống chi là bản thân người ta. Bà còn muốn mời ai nữa không? Cứ việc mời tới hết đi, Lạc Tú chế giễu. Rồi anh liếc nhìn Thường Bát Gia trong cơ thể lão tổ mẫu, Thường Bát Gia nhất thời dùng mình, như thể bản thân đã bị Lạc Tú nhìn thấu. Thường Bát Gia liền đưa ra quyết định, sau này bất kể là ai mời mình cũng không ra ngoài. Bây giờ địa cầu đã có dấu hiệu thay đổi, không ngờ nhân vật đáng sợ như vậy đã xuất hiện. Mày mau cút đi đi, Lạc Tú hờ hững nói. Thường Bát Gia nhất thời như được đại xá, bỏ chạy ngay tức khắc. Thật đáng sợ. Mọi người đều rất lúng túng, kể cả lão tổ mẫu, dù gì bây giờ bà ta vẫn đang quỳ gối trước mặt Lạc Tú. Bà ta đã mời tới một vị đại thần, ai dè chỉ mới nói dăm ba câu đã sợ hãi bỏ chạy. Chuyện này thật quá mất mặt. Nhưng đúng lúc này, một cơn gió lạnh đột nhiên thổi tới, bầu trời trên đỉnh đầu đã tối sầm lại. Toàn bộ người nhà họ Điền đều nhất thời lộ ra vẻ mặt vui mừng, nhất là lão tổ mẫu, bà ta đứng dậy cười ha ha, ha ha. Cậu cứ đợi chết đi, không ngờ cậu đã kinh động đến rắn bà. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 415.